Nhà đất Bảo Hoàng xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng cũng như trên hệ thống website nhà đất bảo hoàng.com. Vâng, nếu như quý vị khách hàng chúng ta đang tìm kiếm một căn nhà phố, một lô đất thuộc các phường, khu vực quận chính cũ và nay là các phường trực thuộc thành phố mới thành phố Thủ Đức thì hãy gọi cho Nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan cũng như là khảo sát những khu vực, những lô đất, những căn nhà phố đến từ kênh. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể đón xem những sản phẩm mới nhất đến từ kênh được cập nhật mỗi ngày, cũng như tiện theo dõi lại video này. Và đừng quên hãy dành cho video này một like, một subscribe và một chia sẻ thưa quý vị. Vâng, và cùng trở lại với căn nhà phố buổi chiều hôm nay đến từ kênh, đó là một sản phẩm nhà phố tuyệt đẹp, một căn nhà hiện hữu tại trục đường Lã Xuân Oai, trục đường Lê Văn Việt thuộc phường Tăng Nhân Phú A, quận chính cũ và nay là phường Tăng Nhân Phú A trực thuộc thành phố mới thành phố Thủ Đức. Với những con đường đẹp nhất khu vực phường Tăng Nhân Phú thì đây sẽ là một trong những trục đường tuyệt vời với chiều ngang 8m. Với các phương tiện cỡ lớn như là xe hơi 7 chỗ, xe 45 chỗ, xe 16 chỗ có thể thoải mái tiến ra vào phía trước mặt tiền. Vì vậy đây sẽ là một vị trí tuyệt vời để chúng ta sử dụng làm nhà ở, làm văn phòng công ty, showroom vân vân, rất là tiện lợi cho những công năng mà căn nhà này mang lại thưa quý vị. Và đây là trục đường di chuyển thẳng vào căn nhà của chúng ta với chiều ngang 8m. Vâng, với vận tốc hoàn toàn chạy rất là cao thì chúng ta đủ thấy được đây là một trục đường lớn để chúng ta thoải mái chuyển qua lại trên trục đường này thưa quý vị. Vâng, một trục đường rộng, khu dân cư an ninh yên tĩnh. Trong khoảng cách 300m thì căn nhà chúng ta sẽ chuyển ra trục đường Lã Xuân Oai rất là gần, cũng như là khoảng tầm 4 đến 500m thì căn nhà chúng ta sẽ về lại với trục đường lớn nhất như khu vực, đó là trục đường Lê Văn Việt. Với những trung tâm tiện ích quan trọng, siêu thị, chợ, bệnh viện, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường các trường cao đẳng, đại học cũng như là khoảng tầm 3 km thì căn nhà chúng ta sẽ chuyển về lại với khu công nghệ cao quận 9, Suối Tiên vân vân. Hoặc chúng ta về lại với cắt lái quận 2 theo trục đường Vành Đai cũng rất là gần, trong bán kính khoảng cách 5 km đổ lại. Và nếu như gia đình chúng ta di chuyển về lại với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trung tâm thành phố Thủ Đức qua đường xa lộ Hà Nội ngã tư Lê Văn Việt thì trong khoảng cách 4 đến 5 km đổ lại thưa quý vị, rất là gần với những trung tâm trục đường lớn trong khu vực. Xin mời mọi người cùng trở lại với những hình ảnh thông tin chính của căn nhà. Phía trước màn hình quý vị đang được xem đó là một căn nhà với thiết kế một trệt 3 tầng lầu, với công năng sử dụng của căn nhà bao gồm 5 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách và trục đường lớn phía trước mặt tiền của căn nhà. Với thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại, trên tổng diện tích của căn nhà là ngang 4, chiều dài là 15-60m², hướng nhà là hướng đông nam. Vâng, và quý vị chúng ta sẽ thắc mắc, căn nhà đẹp như thế này với trục đường hẻm thông 8m như thế này sẽ có mức giá là bao nhiêu? Vâng, Hoàng xin được chia sẻ, chỉ có 5 tỷ 850 triệu đồng thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như là giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp, hoàn công đầy đủ thưa quý vị. Và ngay lúc này thì Hoàng sẽ dẫn mọi người vào bên trong để cùng khảo sát cụ thể hơn về các thiết kế trong căn nhà. Và chúng ta sẽ đi qua bộ cửa đầu tiên tại vị trí mặt tiền để đến với không gian của gara. Và căn nhà này là căn nhà vừa được thi công xong thì Nhật Bảo Hoàng đến chia sẻ với những hình ảnh đầu tiên cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong với bộ cửa thứ hai tại vị trí mặt tiền phòng khách, bộ cửa quen thuộc đến từ sản phẩm nhôm xin pha và kính cường lực trong suốt. Còn đây là không gian của phòng khách. Và cách đây hôm thì Hoàng đã chia sẻ một căn nhà với thiết kế tương tự như thế này. Tuy nhiên vị trí căn nhà vừa rồi ở một khu vực khác so với vị trí này. Vì vậy chúng ta sẽ có nhiều điểm, sẽ nhận thấy nhiều điểm tương đồng về thiết kế của căn nhà này. Đó là mặt trần sẽ được thiết kế theo kiểu trần nhật cấp, các đường chỉ được chạy bằng mạ vàng công nghiệp và một bộ đèn chùm tuyệt vời, tuyệt đẹp tại vị trí mặt trần. Cũng như các đường ô, đường chỉ được chạy xuyên suốt từ vị trí phòng khách cho đến vị trí phòng bếp để tạo ra khoảng trống không gian rộng hơn nhìn từ bên ngoài vào. Và những cái đường vuông, những cái ô vuông được chạy bằng mạ vàng công nghiệp
để chúng ta có thể trang trí cho những bức tranh tại những cái khu vực được thiết kế làm vị trí treo các bức tranh trong căn phòng. Và tiếp theo thì mọi người sẽ được nhìn ngắm không gian về phòng bếp với bộ tủ gỗ nội thất hình chữ L đến từ nguyên liệu gỗ tự nhiên 100%. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển ra phía sau với phòng vệ sinh, khu vực phòng chức năng không thể thiếu tại tầng trệt. Vâng, với đầy đủ các trang thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh chất lượng. Và một lần nữa thì Nhật Bảo Hoàng xin được mời mọi người cùng nhìn ngắm một lần nữa với hình ảnh phòng bếp, phòng khách tại tầng trệt với những trang thiết bị, những thiết kế đi kèm cho không gian này. Vâng, qua màn hình quý vị sẽ thấy được mức độ sang trọng, đẳng cấp, chất lượng từ các nguyên vật liệu được thiết kế tại không gian này tô lên một vẻ đẹp cực kỳ sang trọng, đẳng cấp cho gia chủ tại vị trí tầng trệt, khu vực phòng bếp và phòng khách. Tiếp theo thì Hoàng xin được mời mọi người sẽ cùng di chuyển với nhà đại bảo Hoàng lên tham quan phòng ngủ số 1, phòng ngủ số 2 tại tầng 1 qua một lối cầu thang được thiết kế tay vịn làm bằng gỗ và hành lang bảo vệ là kính cường lực 12 ly trong suốt. Bộ đèn trang trí tại hành lang tạo điểm nhấn, tạo ánh sáng cho không gian hành lang nối liền giữa các tầng. Đây là một căn nhà vừa hoàn thiện xong với các hạng mục rất là chất lượng, với một bản vẽ được thiết kế tỉ mỉ, với nguyên vật liệu được đầu tư tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng. Vì vậy đây chúng ta qua những hình ảnh chúng ta sẽ thấy được một căn nhà với những thiết kế đi kèm chất lượng, đẳng cấp và cực kỳ chắc chắn kiên cố, với bê tông cốt thép rất dày và các nguyên vật liệu được thi công cho căn nhà này cũng cực kỳ xịn sò. Và đây là không gian phòng vệ sinh. Vâng, đây là không gian phòng vệ sinh tại phòng ngủ số 1, phòng ngủ đầu tiên của nhà mình. Và tiếp theo mọi người sẽ đến với hình ảnh không gian phòng ngủ số 1. Với diện tích hoàng ước lượng cho không gian này lên tới 45m2 thưa quý vị. Vì vậy chúng ta sẽ bố trí với những trang thiết bị nội thất quan trọng cho căn nhà này như là bộ tủ gỗ đựng đồ, chiếc giường cỡ lớn hay là những cái trang thiết bị vật dụng cá nhân của các thành viên trong sinh sống trong căn nhà này, đặc biệt là trong phòng ngủ này thì cũng còn rất là rộng với những thiết bị kèm cực kỳ tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một cái ban công ở phía trước phòng ngủ với lan can được thiết kế từ các cái khối thép cắt CNC với hai chiếc đèn được trang trí theo kiểu tân cổ điển rất là đẹp và cực kỳ có điểm nhấn cho mặt tiền phía trước phòng ngủ nói riêng và tổng thể mặt tiền của căn nhà nói chung. Vâng, với vị trí này nếu ban đêm chúng ta nhìn lên quang cảnh của căn nhà khi được bật hết các ngọn đèn trong căn nhà, đặc biệt là những ngọn đèn phía trước mặt tiền ban công, chúng ta sẽ thấy được độ long lanh lung linh của căn nhà khi hòa vào màn đêm với những ánh đèn rực rỡ. Và để tiếp nối hành lang thì chúng ta sẽ đến với phòng ngủ thứ hai tại tầng 1. Và cũng sẽ có một phòng vệ sinh được tích hợp bên trong như là phòng ngủ đầu tiên với các trang thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh đến từ các thương hiệu cao cấp nổi tiếng. Và đây là không gian thiết kế diện tích của phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai sẽ có diện tích nhỏ hơn phòng ngủ đầu tiên một xíu. Tuy nhiên không gian này cũng khá là rộng để bố trí một căn phòng ngủ chất lượng hạng sang, với các loại đèn phù hợp cho không gian của phòng ngủ này cũng như là hệ thống đường ống cho máy điều hòa đã được lắp đặt trước cho căn phòng này. Và chúng ta sẽ bố trí cho những thương hiệu những trang thiết bị điện cần thiết theo yêu cầu của gia đình mình. Và đây là phòng vệ sinh của căn phòng này với các trang thiết bị phòng tắm, phòng vệ sinh rất là chất lượng. Và tiếp tục thì Hoàng xin được mời mọi người sẽ cùng di chuyển với nhà đại bảo Hoàng lên tham quan tầng tiếp theo, tầng thứ hai thưa quý vị. Vâng, và trước khi tham quan hai phòng ngủ này thì Hoàng cũng xin được chia sẻ lại những thông tin quan trọng về căn nhà. Vâng, căn nhà chúng ta được thiết kế trên tiêu chuẩn một trệt 3 tầng lầu với công năng sử dụng 5 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, 5 phòng vệ sinh.
và trục đường cực lớn phía trước mặt tiền của nhà mình ngang lên tới chiều ngang lên tới 8m, hẻm thông đường thoáng giao nhau với trục đường là sân ngoài trong khoảng cách 300-400m. Và tại vị trí này, các trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đặc biệt là các trường đại học cao đẳng trên trục đường Lê Văn Việt về lại với vị trí gần nhà chúng ta cũng mất trong khoảng cách 500-600m mà thôi, rất là gần. Ngoài ra vị trí này chúng ta chuyển ra các trục đường quan trọng như là trục đường xa lộ Hà Nội, đường Vành Đai để chúng ta về lại với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và về lại với cảng Cát Lái quận 2 cũng như là về lại với khu công nghệ cao quận 9 trong trên trục đường Lê Văn Việt cũng rất là gần thưa quý vị. Vâng, và nếu quý anh chị khách hàng chúng ta đang thắc mắc và có và cần những thông tin đi kèm về những sản phẩm, những lô đất, những căn nhà phố tại khu vực các phường thuộc quận 9 cũ và này là các phường trực thuộc thành phố Thủ Đức thì hãy gọi ngay cho nhà đất Bảo Hoàng để được nhân viên nhà đất Bảo Hoàng tư vấn cũng như là gửi những sản phẩm phù hợp đến cho tất cả mọi người. Và đừng quên đồng hành và ủng hộ nhà đất Bảo Hoàng bằng cách bấm nút đăng ký kế bên cũng như là nút thông báo hình quả chuông để luôn luôn có thể đón xem được những sản phẩm mới được nhà đất Bảo Hoàng cập nhật mỗi ngày trên hệ thống Zalo, Facebook, kênh YouTube, website nhà đất Bảo Hoàng. Vâng, với những hình ảnh tiếp theo cho căn nhà đó là phòng ngủ thứ 5, phòng ngủ cuối cùng, và đây cũng là một căn phòng với nhiều công năng chúng ta có thể sử dụng được, vừa làm phòng ngủ, làm phòng thờ hoặc có thể làm phòng giải trí cho căn nhà của chúng ta. Còn đây là hệ thống giếng trời, nơi sẽ đón ánh sáng không khí toàn diện cho căn nhà từ hệ thống tầng cao nhất xuống tầng thấp nhất. Vâng, với gam tông màu sơn chủ đạo của căn nhà là màu trắng kem, một màu sắc trung tính để chúng ta có thể phối những màu sắc phù hợp những cái bức tranh hay là những trang thiết bị nội thất trong căn nhà với những màu sắc khác, thì phối với màu tông chủ đạo đó là màu trắng kem này thì rất là phù hợp, có thể tô lên nét đẹp, nét nổi bật cho những màu sơn, những trang thiết bị nội thất khác khi chúng ta trang trí trong từng căn phòng của căn nhà chúng ta. Vâng, với mặt tiền nhà luôn luôn được lát bằng loại gạch hoa cao cấp nhất, loại 1 gạch hoa loại 80x80. Và ban công thì không thể thiếu một trong những cái không gian rộng, view rộng với hành lang, lan can được hàn với các khung sắt, các cái khối thép cắt CNC rất là đẹp và rất là chuẩn cho thiết kế nhà phố hiện đại. Và đây là hình ảnh về mặt tiền phía trước trục đường căn nhà của chúng ta. Với trục đường ngang 8m, đường thông hẻm thoáng, với khu dân cư hiện hữu, với những căn nhà phố đồng bộ cao cấp phía trước mặt tiền cũng như xung quanh căn nhà chúng ta, với những căn biệt thự phía trước và phía sau căn nhà chúng ta sẽ có những cái tầm nhìn, những cái view rộng với căn nhà này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với không gian sân thượng phía sau của nhà mình, với những khung sắt hàng kiên cố, không gian rộng để chúng ta bố trí làm khu vực trồng rau, nơi trồng các chậu hoa, cây kiểng hay là bố trí làm không gian phơi đồ cho nhà mình tại vị trí tầng cao nhất. Và một lần nữa thì nhà đất Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư và tất cả mọi người đã đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua cũng như là tin tưởng sử dụng sản phẩm đến từ Kênh. Và đừng quên tiếp tục đồng hành và ủng hộ nhà đất Bảo Hoàng bằng cách bấm nút đăng ký kênh để có thể xem lại video này cũng như đón xem những video, những sản phẩm tiếp theo đến từ Kênh nhà đất Bảo Hoàng. Một lần nữa thì nhà đất Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.